Bức màn bí mật của tướng Phạm Xuân Ẩn sau năm 1975. Quý vị và các bạn thân mến, trong những video trước, chúng ta đã tìm hiểu cuộc đời đầy bí ẩn của người anh hùng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Ông đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhằm cung cấp những thông tin tối mật và góp phần làm nên những chiến công vang dội. Trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử mời quý vị và các bạn tìm hiểu thêm một phần khác của cuộc đời tình báo Phạm Xuân Ẩn. Chúng ta cùng tìm hiểu sau năm 1975, tướng Ẩn đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài như thế nào? Năm 1976, do tên thật của tướng Ẩn chưa được đưa ra công khai, trong bản tuyên dương chỉ đưa tên thời chiến của ông là Trần Văn Trung, tức Hai Trung. Một sai sót nhỏ hay có dụng ý giữ bí mật tung tích người chiến sĩ tình báo. Này nhớ lại, người ta không khỏi cười thầm là ngay cả khi đưa ra công khai tên thời chiến của ông trên mặt báo, người ta lại đưa là Nguyễn Văn Trung chứ không phải là Trần Văn Trung. Sau này ông kể lại, vì tôi khai rõ nơi sinh của tôi là ở Biên Hòa, nên các cấp chính quyền ở đó đã mất nhiều công tìm xem anh hùng của họ ở địa phương là ai, nhưng không thấy. Ở nước ngoài, người ta không để ý gì đến chi tiết này. Chắc hẳn vì báo chí phương Tây hãy còn chưa được phép đưa tin. Cũng không ai biết được tung tích của ông khi đăng ảnh Trần Văn Trung mặc quân phục ra Hà Nội dự đại hội 4 Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội này thông qua việc thống nhất đất nước và đổi tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Ẩn giải thích, ai tiết lộ tên thật của ông có thể coi là vi phạm nguyên tắc giữ bí mật trong ngành tình báo. Mọi thứ còn phải đợi thêm 2 năm nữa. Chỉ đến những năm 1990, khi Việt Nam ngày càng mở cửa với thế giới bên ngoài, tầm vóc thật sự của nhân vật mới được tiết lộ. Bức màn bí mật cũng chỉ hé mở dần dần vì nhiều lý do. Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa bước đầu ra khỏi vỏ ốc của mình. Việc giáo dục giữ bí mật do hoàn cảnh kháng chiến lâu dài cùng những quy định nghiêm ngặt của ngành tình báo và cuối cùng do bản tính kín đáo, khiêm nhường, thầm lặng của đương sự. Tướng Ẩn là người không bao giờ tự bộc lộ bản thân, không thích ba hoa kể chuyện mình. Nếu ai đó trong lúc trò chuyện tranh phát biểu, ông tự nguyện ngồi yên trong góc, không nói câu nào. Ông có một phản xạ tình báo, chắc là do áp lực của nghề nghiệp. Chỉ nắm cái chủ yếu, không quan tâm đến những cuộc trò chuyện tầm phào. Cuối cùng, theo quy định của nghề nghiệp, ông không thể nói tất cả những điều ông biết hay muốn nói. Câu chuyện về tướng Ẩn không chỉ là câu chuyện về một điệp viên có nhiều kỳ tích. Ông Mười Nho, một điệp viên khác, đã tiếp nhận và chuyển tiếp những tài liệu do ông Ẩn gửi ra từ năm 1961 đến năm 1964. Ông cũng phải đợi đến 30 năm sau mới tiết lộ, và cũng chỉ một phần nhỏ, rằng tại thủ đô Bắc Việt khi còn chiến tranh, Bộ Chính trị và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nói chung rất hài lòng khi nhận những báo cáo của ông Ẩn gửi ra. Ông Mười Nho kể lại, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cười hể hả trong khi tướng Giáp tuyên bố, chúng ta như đang ở trong phòng điều hành tác chiến của quân Mỹ, khi những báo cáo của ông Ẩn đến tay các nhà lãnh đạo Hà Nội. Tướng Ẩn được tin cậy đến mức, sau chiến thắng năm 1975, các nhà báo nước ngoài đều lần lượt buộc phải rời khỏi Nam Việt Nam. Cơ quan báo Time do ông được giao phụ trách vẫn tiếp tục hoạt động cho đến một năm sau mới bị nhà cầm quyền ra lệnh đóng cửa. Phạm Xuân Ẩn còn có một quan niệm rõ ràng về nghề làm báo. Ông nói vẻ trịnh trọng, nhà báo giỏi là những người giữ được cái bản ghi chép của mình và phải tiếp tục tra cứu không ngừng. Trong phòng khách của ông đầy ắp sách báo và được xếp đặt ngăn nắp. Khi cần tìm tài liệu, đó là tháng 2 năm 2005, ông rút ra một bản sao về sự bố trí lực lượng của quân đội Nam Việt Nam đề ngày 11 tháng 11 năm 1974, tức là chỉ trước khi ta quyết định mở cuộc tiến công chiến lược dẫn đến toàn thắng. Những con số đưa ra rất ấn tượng. Trong quân đội Nam Việt Nam có gần 1 triệu lính chính quy, trên 1 triệu người bán quân sự, trong đó trên 100.000 cảnh sát và gần 1 triệu tự vệ chiến đấu. Không kể trang bị gồm máy bay tiêm kích, ném bom và hàng trăm máy bay lên thẳng. Tuy nhiên, từ khi Buôn Ma Thuột thất thủ đến khi Sài Gòn đầu hàng chỉ có 7 tuần lễ, ông Ẩn vừa dở từng trang vừa nhắc lại. Nixon muốn xây dựng quân đội Sài Gòn thành một đội quân mạnh thứ 5 trên thế giới. Khi ông thu được bản tài liệu về bố trí lực lượng của quân đội Sài Gòn,
ông đã không nhầm. Đội quân mạnh thứ 5 thế giới đó chỉ tồn tại trên giấy, cũng như trong đầu óc của những người lập ra nó. Khi đi báo cáo cấp trên, ông Ẩn bao giờ cũng đi tay không, trong túi trống rỗng. Phải tính đến nguy cơ có thể bị chặn lại giữa đường. Rất hiếm khi ông đem theo tài liệu mà do các giao liên chịu trách nhiệm. Họ có kinh nghiệm chuyển giao tài liệu hơn. Trong giới báo chí Sài Gòn, việc vắng mặt vài ngày ít có nguy cơ bị phát hiện vì phần lớn các phóng viên ra mặt trận đều đặn hoặc đi các tỉnh xa để lấy tin và tư liệu viết bài. Phạm Xuân Ẩn đã hoạt động bí mật cho đến ngày chiến thắng vì ông có nhiều cách đề phòng tối đa. Chính tay ông lựa chọn rất kỹ các liên lạc và ông không lưỡng lự khi phải loại bỏ một ai đó do cấp trên dự kiến, nhưng ông thấy không hoàn toàn tin cậy. Trong số 45 thành viên trong lưới cùng hoạt động với ông, 27 người đã bị bắt hoặc bị sát hại. Ông tự nhốt mình trong phòng vệ sinh nhà ông để chọn lọc, mã hóa các tài liệu thu thập được. Nếu bị bất ngờ, ông có một khoảng thời gian đủ để tiêu hủy nhờ có con chó Berger Đức đã được ông huấn luyện và đặt chúng ngồi từ xa, cách nhau một quãng ngắn. Chỉ một dấu hiệu nhỏ khác thường, không cất tiếng sủa và chỉ gầm gừ nhỏ hay vẫy tay ra hiệu là đủ để ông nhận ra có biến và tiêu hủy ngay tài liệu và hố vệ sinh tự hoại. Khi phải đi gặp liên lạc viên trong thành phố, điều mà ông hết sức tránh, ông phải tin chắc rằng ông và người đó không bị theo dõi và bao giờ cũng đem theo chó Berger. Vợ ông đi sau, cách một quãng để nhớ ông bị địch bắt là nó quay lại báo ngay cho vợ ông. Chỉ có vợ và mẹ ông là biết ông hoạt động bí mật. Mọi người xung quanh không ai nghi ngờ điều gì. Ông không bao giờ dắt súng trong người, và lại ông cũng không thạo sử dụng vũ khí vì chưa bao giờ được theo học một khóa huấn luyện quân sự nghiêm chỉnh. Cho đến khi nào được xác minh xong, ông cứ để cho tin đồn lan truyền rằng ông là một nhân viên tình báo CIA. 20 năm sau chiến thắng năm 1975 và căn cước của ông được công khai hóa, ông nói về Cộng sản cứ như ông không phải là người của họ. Ông thường bắt đầu bằng "Cộng sản nghĩ rằng", và điều đó khiến một người bạn Việt Nam của ông đã vặn lại. "Tại sao lại nói thế? Anh không phải là Cộng sản sao?" Một nhận xét mà ông thường nêu lên không chút giữ gìn. "Cộng sản hay gọi tôi là Mỹ con, là con người Mỹ." Ông kể lại như một câu chuyện đùa thú vị. Lời nói hai mặt xa lạ với ông. Đơn giản ông chỉ giữ thói quen hay nói những người Cộng sản hay Đảng ở ngôi thứ ba, chứ không nói Đảng ta hay Cộng sản chúng ta, nhằm để tránh những lỡ lời có thể khiến ông trong hoàn cảnh khác phải trả giá đắt. Một buổi chiều, khi ông viết một bức thư bằng mực bí mật, con gái ông còn đang đi học, bất chợt bắt gặp. Ông không có thì giờ giấu trang giấy trắng nên giả vờ như làm chuyện khác. Đứa bé gái đem chuyện đó kể với một trong các anh của nó. "Bà viết gì mà chẳng có chữ nào hiện trên giấy ấy." Thấy con nói thế, hôm sau, ông phải đánh lạc hướng chú ý của con bằng cách giải thích cho nó hiểu rằng do ánh sáng ngược chiều, con đứng sấp bóng nên không nhìn thấy chữ viết hiện trên giấy đó thôi. Khi được nhận vào làm ở hãng thông tấn Anh Reuters, các cơ quan mật vụ tiến hành kiểm tra căn cước để cấp thẻ nhà báo làm cho nước ngoài. Muốn làm điều tốt cho ông Ẩn, bác sĩ Tuyến nói với họ rằng ông Ẩn không làm việc cho Tuyến. Nhưng khi viết vào bản khai lý lịch thì Ẩn lại viết ngược lại, nghĩa là có nhận làm cho bác sĩ Tuyến. Để tránh một cuộc điều tra đi sâu hơn, ông Ẩn yêu cầu bác sĩ Tuyến phải nói lại và bác sĩ Tuyến buộc phải cải chính điều ông đã nói với cơ quan mật vụ. Một lần khác, được tin người liên lạc của ông với kháng chiến bị bắt và bị sát hại, ông Ẩn lo sợ thật sự. Mật thư của ông Ẩn báo cáo về trung tâm rằng một nhân viên CIA đã lọt vào hàng ngũ Việt Cộng. Thư đó do người liên lạc mang đi đã lọt vào tay địch và đến tay bác sĩ Tuyến. Ông này báo lại cho Ẩn. Ông đốc tờ nhỏ thó muốn biết nhân viên nào trong cơ quan mật vụ đã có thể báo cho Việt Cộng về sự hiện diện của một điệp viên trong hàng ngũ họ. Bác sĩ Tuyến hỏi tướng Ẩn: "Anh có nghĩ rằng cơ quan chúng ta đã bị Việt Cộng thâm nhập không?" May cho ông Ẩn, một nhân viên của bác sĩ Tuyến đã kể cho ông biết đầu đuôi sự việc, nên ông Ẩn có thời gian chuẩn bị lời đối đáp, bình tĩnh trả lời bác sĩ Tuyến: "Không, tôi không nghĩ thế. Người Mỹ đã kiểm tra rất kỹ lý lịch của chúng ta. Đây chẳng qua là chuyện ghen tức nội bộ để chiếm chỗ của một đồng nghiệp được trả lương cao hơn thôi." Câu chuyện dừng lại ở đó, bác sĩ Tuyến không mảy may nghi ngờ. Sau khi được thăng cấp thiếu tướng vào năm 1990, năm 2002, tướng Ẩn về hưu. Ông được nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý, trong đó có
huân chương độc lập hạng nhì, huân chương quân công hạng ba, huân chương chiến thắng hạng ba, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huân chương chiến công một hạng nhất, hai hạng nhì, một hạng ba, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì ba, huy chương quân kỳ quyết thắng, huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Ngày 20 tháng 9 năm 2006, Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn qua đời tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh, trước sự tiếc thương toàn thể của người dân Việt Nam và rất nhiều bạn bè quốc tế. Ông hưởng thọ 80 tuổi. Trong ngày mất của tướng Phạm Xuân Ẩn, ngày 20 tháng 9 năm 2006, Đại tá Từ Càng, Đại tá Nguyễn Văn Tào, Cụm trưởng Tình báo Chiến lược, người bạn già thân thiết với ông, người từng là chỉ huy của ông những năm 1970, đã ngậm ngùi viết một bài thơ đưa tiễn, trong đó có đoạn: Xuân Ẩn từ nay ẩn thật rồi, bạn bè thương tiếc mãi không thôi, riêng tôi nhớ mãi người đồng chí dũng cảm thông minh giữa cuộc đời. Bạn có cảm nhận như thế nào về những nguy hiểm mà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã trải qua? Hãy để lại cảm nhận xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.